Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vén màn bí quyết đen, xóa tọa độ của chùm ma túy người Trung Quốc ở biên giới Tây Ninh. Ngày 16 tháng 11, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Chỉ thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ Su Xin, 27 tuổi, ngụ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biên giới gần cột mốc 172 thuộc địa bàn xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, các chiến sĩ đồn biên phòng Phước Chỉ phối hợp đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và công an xã Phước Bình phát hiện và bắt giữ Su Xin đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Kiểm tra hành lý của Su Xin, các chiến sĩ phát hiện bên trong ba lô có 3 kg ma túy đá và 10 gói ma túy dạng nước vui. Khai với lực lượng chức năng, Su Xin cho biết số ma túy nói trên là của một người bạn là người Trung Quốc, hiện đang ở thành phố Ba Vét, Campuchia nhờ vận chuyển qua biên giới. Người Trung Quốc ở Campuchia thuê vận chuyển quy ước rằng sau khi mang về Việt Nam, Su Xin tìm chỗ hoang vắng để giấu, sau đó chụp ảnh vị trí giấu hàng, định vị tọa độ và gửi hình về cho người này. Sau khi cất giấu, Su Xin sẽ quay ngược lại Campuchia nhận tiền công, nhưng vừa qua biên giới thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, trữ vũ khí nóng. Cùng ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Tiến, 36 tuổi, Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo điều tra, từ khoảng tháng 7 năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, Tiến và Thuấn được một người ở Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa, với số lượng vận chuyển dao động từ 20kg đến 40kg, với tiền công 800 USD 1kg ma túy. Trước khi giao hàng cho người nhận ở Việt Nam, ma túy được người này tập kết tại khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau khi nhận được ma túy, Tiến và Tuấn chia nhỏ ma túy thành từng túi nhỏ, có trọng lượng từ 1 đến 5 kg, sau đó giao cho shipper vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển ma túy, Tiến và Tuấn còn thuê thêm một số người khác để cảnh giới. Đáng nói những người này khi đi đều mang theo vũ khí nóng. Qua công tác nắm tình hình, phát hiện đường dây vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh và triệt phá. Đến 11 giờ ngày 6 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ chia làm 5 tổ công tác thực hiện kế hoạch phá án. Tại hiện trường, các tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn đang bốc vác ma túy trên xe ô tô vào một ngôi nhà ở đường số 9, hẻm 24, thuộc khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, công an thu giữ 58 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 11 viên đạn, 2 xe ô tô, 6 xe mô tô, 6 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác có liên quan. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ 5 người có liên quan trong đường dây gồm Ngô Thị Kiều Xuân, Hồng Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang. Vỏ bọc không tưởng, bệnh nhân sơ gan biến phòng bệnh thành thánh địa ma túy. Trong bóng tối của một bệnh viện, nơi mà sự sống và cái chết đang xen, một đường dây ma túy nguy hiểm đang được điều hành bởi Võ Văn Khuê, một bệnh nhân sơ gan nặng. Ở tuổi 51, Khuê không chỉ phải chống chọi với căn bệnh quái ác, mà còn lén lút xây dựng một hang ổ giữa lòng bệnh viện. Khi nhập viện để điều trị, Khuê đã thuê Nguyễn Văn Thi, một thanh niên 27 tuổi để chăm sóc mình, nhưng Thi không chỉ đơn thuần là người chăm sóc, mà người này chính là cánh tay phải của Khuê. Thay hắn, nhận và phân phối ma túy. Những gói ma túy được ngụy trang khéo léo trong các túi hoa quả được đưa vào bệnh viện với vẻ bề ngoài bình thường. Ngay khi nhận hàng, Khuê nhanh chóng chia nhỏ và giấu trong nhà vệ sinh phòng bệnh, sẵn sàng cho những giao dịch đen tối. Mọi thứ diễn ra êm ả cho đến khi ánh mắt của lực lượng công an dõi theo từng bước đi của Khuê. Sau một thời gian dài thu thập chứng cứ, vào trưa ngày 30 tháng 9, họ đã bắt quả tang khi người này đang giao ma túy cho Lê Văn Diệu, một người có tiếng tăm trong giới buôn bán chất cấm. Cũng ngay lúc đó, Khuê bị bắt giữ và cái mạng lưới tội phạm này bắt đầu lộ diện.
chuyên án mở rộng dẫn đến việc bắt giữ Trần Hà Thăng, 53 tuổi, một kẻ chuyên cung cấp ma túy cho Khuê. Từ lời khai của Thăng, các điều tra viên tiếp tục lần theo dấu vết đến vợ chồng Quang Văn Điệp và Lô Thị Thanh, những đầu mối quan trọng trong đường dây cung cấp ma túy. Khi các đối tượng này bị bắt giữ, sự thật về một mạng lưới ma túy tinh vi dần được phơi bày. Công an thành phố Vinh đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để làm rõ những hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong một nơi tưởng chừng như an toàn, những bí mật đen tối đã bị lật tẩy và cuộc chiến chống lại cái ác tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ. Phát hiện hàng trăm viên ma túy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Liên quan đến những chuyên án ma túy được triệt phá tại bệnh viện, không thể không nhắc đến vụ án ông trùm ma túy mua chuộc bác sĩ, tổ chức ổ nhóm ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Vào tháng 8 năm 2022, tòa tuyên phạt ông trùm Nguyễn Xuân Quý và một đàn em mức án tử hình trong vụ tổ chức bay lắc mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Vụ án tưởng chừng là bài học lớn cho những kẻ mua bán cái chết trắng. Ấy thế nhưng mới đây, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, hàng trăm viên ma túy lại được phát hiện. Nhưng kẻ chủ mưu là ai? Bằng cách nào hắn được đưa ma túy vào bệnh viện là câu hỏi không hề đơn giản. Ngày 27 tháng 2, lực lượng công an tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành khám xét tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Thông tin ban đầu, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tiến hành khám xét tại bệnh viện này trong tối ngày 26 tháng 2. Số lượng tang vật được công bố cụ thể. Bước đầu phát hiện hàng trăm viên ma túy. Số ma túy được phát hiện nói trên được xác định có liên quan đến nhân viên của đơn vị giặc là có hợp đồng với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Tiếp đó, các lực lượng chức năng tiếp tục triệt phá một vụ án liên quan đến ma túy khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an đấu tranh làm rõ. Ngày 27 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ hai thanh niên sau khi bắt quả tang người này tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Hai người này là Đặng Thanh Vũ, 30 tuổi, ngụ xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới và Hoàng Hải Đức, 34 tuổi, ngụ phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Theo cơ quan công an, Vũ và Đức là nhân viên của công ty NMC có trụ sở tại thành phố Hà Nội, hiện đang có hợp đồng giặc là tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Xưởng giặc là nằm trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và được bệnh viện này giao cho công ty NMC quản lý sử dụng theo hợp đồng. Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2, tại xưởng giặc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các lực lượng chức năng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì bắt quả tang Đặng Thanh Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc tại xưởng giặc của Vũ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai người này khai nhận trong quá trình làm việc tại xưởng giặc đã mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Đặng Thanh Vũ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Đức. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.